Đây là toàn bộ quy trình khi trúng 10 triệu đồng vé số. Khi đem vé số đi đổi thì đại lý vé số sẽ có một cái kính chuyên dụng để kiểm tra vé trúng. Kính này có chức năng kiểm tra những con số có bị chỉnh sửa hay chưa và kiểm tra những dòng số ẩn của tờ vé trúng. Trước đây đã có rất nhiều vụ lừa đảo sửa số để đổi tiền người bán vé số dạo. Kiểm tra xong thì móc xỉa tiền thôi, lúc này đại lý đếm tiền đưa cho bạn, còn bạn thì cầm tiền về mua iPhone 14 Pro Max.